Ê ba Hơn. À được, đi câu cá mày. Ô mấy con cá ngon ghê ha. Ngon. À tính ghé nhà mày nè. Gì vậy? Chí gì? Thì nay câu được nhiều á, rồi ghé đưa cho mày, mà sẵn gặp đây thôi tao đưa mày luôn. Cầm đi. Thôi đem về nhà ăn đi. Nhà tao chừa rồi, cái này là phần cho mày. Ăn đi. Mày đặt khách sáo nữa. Mày bị sao vậy? Bộ hôm nay mày làm gì có lỗi với tao hả? Đâu có. Đâu có làm gì có lỗi đâu. Tao nói giỡn vậy thôi. Với tụi mình chơi với nhau từ nhỏ, tao gành tính mày quá rồi mà, có giờ chơi xấu anh em đâu. Mày nói câu này tao áy náy ghê á. Tao không tốt giống như mày nghĩ đâu. Có gì đâu mà áy náy. Mày giúp tao, tao giúp mày, vậy mới là anh em chứ. Thôi cầm về ăn đi. Còn này đem qua cho thằng hết. Vậy mình nghi kỵ nó, thiệt tình xấu hổ, không dám nhìn mặt nó luôn. Nó cho mấy con cá, anh để làm sao á, em xuống em kho hay làm nấu canh chua gì đi. Có dạ. Anh kêu em hả? Em sao vậy? Anh nói gì em có nghe không? Em ủa anh nói gì? Trời ơi, anh nói là thằng Được cho mình mấy con cá, anh để đằng sau á, em vô em kho hay làm nấu canh chua gì đi. Em sao vậy? Sao tự nhiên bần thần dữ vậy? Đâu có. Tại em đang suy nghĩ thôi. Em sao vậy? Đứng coi. Ngồi xuống đây. Ủa sao đi chợ vậy? Mặt kỳ vậy? Có chuyện gì không em? Em đâu có gì đâu. Không có gì đâu mà sao nói chuyện lắp ba lắp bắp vậy? Có chuyện gì nói anh nghe nha. Anh. Em hỏi anh này nha. Nếu như mà mình ăn cướp á thì mình có bị ở tù không? Trời ơi, ăn cướp thì đương nhiên ở tù rồi. Ủa em ăn cướp hả? Đâu không. Em sao mà ăn cướp được? Nếu như mà mình xúi giục người ta ăn cướp á thì mình có bị ở tù không? Chắc chắn là ở tù. Đó là chủ mưu mà. Có. Em sao vậy? Có sao không? Em đâu có gì đâu. Anh ơi. Hả? Anh ngồi đây nha. Em vô cất rồi em đi công chuyện liền. Trời ơi, cái gì vậy trời? Xui cái gì mà xui dữ? Đánh đàn chánh nó sổ đại phụ, đánh 12 nó sổ 21. Vô duyên không? Tao nói chết cha. Ê, người ta nói thấy bá địa hương này mà. Thằng này nó trốn kỹ dữ lắm. Mấy hôm nay tao me ở nhà nó, có gặp ở đâu? Nó đánh hơi hay lắm rồi ôi. Nó biết tụi mình đi kiếm nó, cho nên nó không dám ló cái mặt ra đâu. Tao nghe nói hình như là nó đang làm bảo kê ở quán Vườn Thiên Thai gì á. Bây giờ tao với mày sẽ đi tới đó. Chuyến này á, nó mà không trả tiền cho đại ca thì đại ca sẽ xử đẹp nó cho mày coi. Ở đây. Hết hồn gì bà? Ông có gặp ông Sang không? Gặp ông Sang chi? Nếu có gặp nó, ông nhớ né ra nghe chưa? Sao phải né? Trời ơi, nó nói á, bây giờ nó mà gặp lại ông là nó sẽ nhận ra ông liền đó. Mà bữa đó ông có bịt mặt kỹ không vậy? Có đâu. Nó hù bà vậy thôi, không có gì đâu. Tôi không biết đó. Nếu mà nó có gặp ông á mà nó nhận ra ông thì ông không có được khai tôi ra đó nha. Yên tâm, bảo đảm không có chuyện gì hết. Nó mà có hỏi thì tôi chối. Nhớ chối đó nha. Biết rồi, về nghe.
nhớ chối đó nha. Cho đi đường này đi. Hả? Ủa vậy trời. Gì đó? Cái gì vậy ông má? Sao tự nhiên ông chọi đá tôi vậy? Tao chọi mày hồi nào? Ông má chọi trúng chân tôi luôn á. Tao chỉ đá cái cục đá rồi vô tình mày đi tới rồi nó trúng chân của mày. Trời đất ơi, ông ăn nói ngang ngược vừa thôi chứ. Ông đi trên đường thì ngó trước ngó sau coi có ai không rồi ông hắn đá chứ. Mà tao mệt mày quá, mày phiền quá. Giờ sao? Muốn gì? Muốn ông xin lỗi. Xin lỗi cái con khỉ á. Xin lỗi. Đang có công chuyện nha. Tránh ra đi về. Cái gì vậy? Gì vậy? Mày hửi gì vậy? Cái mùi của ông quen lắm nha. Nó giống mà. Giống cái đầu mày. Con làm gái con đứa mới bị lớn rồi mê trai rồi. Ông nghĩ sao tôi mê ông vậy? Không có cửa đâu nha. Mày không mê sao mày hửi tao? Hơ, nghĩ sao mùi của ông giống cái đầu tôi. Đầu tôi gọi qua bưởi đó. À, tức là mày nói mùi tao giống như là mùi bưởi chua đúng không? Đàn ông nào mà không chua lẹ chua lét. Thôi đi. Đừng có giả điên ở đây. Tôi đang nói chuyện nghiêm túc á. Gì? Mùi của ông khác lắm. Mùi của ông. Thôi hư được hư hoài. Mập được quá. Mày đừng có khùng nữa. Mày bớt khùng nữa đi. Tao về. Cấm hửi nó nghe. Mày đặt ngửi lén người lạ. Nhưng con nhỏ này nó cũng ghê thiệt. Mình có mù gì ta? Mới biết một cái ông thầy nè, có cách hay lắm luôn. Bữa nào hai tụi mình đi thử không? Ông có đâu? Ông nói đâu ở Tây Ninh hay sao á. Để bữa nào hỏi kỹ lại nè. Bây giờ hỏi kỹ đường xá đi. Được á, tụi bà đi liền. Để coi coi sao. Chứ bữa giờ bà thấy đó, ế quá trễ luôn. Trời ơi, tôi có hơn gì bà đâu. Ôi ế mà ế khủng khiếp luôn á. Mấy cha nội thằng ông đâu mất tiêu, tự nhiên không bén mạng tới đây luôn. Trốn mình hay sao? Thôi. Người ta chơi chỗ này chán, người ta cũng phải đi kiếm chỗ khác để chơi. Dạ. Chứ ai đâu chơi hoài một chỗ. Đã xác định làm cái nghề này là không có lâu bền. Lì. Ừ? Như nay thấy ông bá ít tiệm ha. Thôi. Có tiền rủng rỉnh là không bao giờ thấy mặt. Vậy đi, cho khỏe. Trời ơi nè, mà làm ơn nghe lời ha, sẵn ổng ra giùm cái. Bấm bám theo hoài cho khổ vậy. Cỡ mặt bà ha, kiếm đại gia nuôi mấy hồi. Bám cho khổ. Ổng hâm tôi. Nếu mà tôi bỏ ổng á, ổng quậy cho tôi khỏi mừng ăn gì được hết. Rồi sợ, bám. Tôi biết cái tánh của nó. Nó nói là nó làm, nó càng lắm. Rồi ha, xác định thú hẻo cả đời ha. Chào hai bé đẹp. Ám tới rồi. Con Thủy làm như nó không thích tụi mình hay gì á. Đúng ra nó phải thương tụi mình mới đúng chứ, đúng không? Trời ơi, đứa Hà, đứa Bá, nó Thủy. Mình với nó mà hợp tác lại với mình là Hà Bá mà gặp nước. Thôi kệ nó đi anh ơi. Em nhớ em quá à. Em nhớ anh không? Anh có nhớ em không? Nhớ lắm. Nhớ mà muốn khóc luôn vậy. Tôi tưởng đâu có mối nào ngon hơn, sập hơn. Quên tôi luôn rồi chứ. Làm gì có. Anh chỉ có mình em thôi à.
Thương quá à. Còn tiền không? Hết rồi. Sao người ta nói nhiều chữ mà em trả lời có hai chữ gọn lõn vậy? Thì hết tôi nói hết chứ nói gì giờ. Bữa hổm giờ làm gì mà hết tiền? Thì có làm gì đâu mà có tiền. Thôi giúp anh lần này đi. Anh hứa với em á, đây là lần cuối cùng. Đụng tới anh là lần cuối. Bao nhiêu cái lần cuối rồi? Thì có rất nhiều cái lần cuối cùng. Nhưng đây là cái lần cuối cùng. Chắc chắn là cuối cùng luôn. Anh hứa anh có tiền anh trả mà. Tôi đã nói tôi hết tiền rồi. Em bây giờ mà không có tiền mà trả cho tụi nó, anh nói thiệt, tụi nó bông mình ra, tụi nó thả vô cái tra ăn. Tội nghiệp anh mà. Tự anh chuốc lấy thôi. Thôi mà em giúp anh lần này đi. Anh hứa đây là lần cuối cùng mà. Không lẽ em thấy chết mà không cứu hả? Anh cũng biết sợ nữa sao? Giúp anh đi mà. Anh không còn ai tin tưởng hết. Chỉ có mình em mà thương anh nhất thôi. Không còn ai hết. Chỉ còn mình em là thương anh thôi. Coi như anh xin em đi mà. Anh hứa có tiền anh trả mà. Buồn quá. Không có còn tiền. Đây, đây là của để dành của tôi. Có bao nhiêu đây thôi đó. Bao nhiêu đây cũng được rồi. Anh cảm ơn em nhiều lắm. Nhưng mà cũng giống như mọi lần, anh sẽ chạy nhanh đi trả tiền cho tụi nó. Anh hết. Anh hết. Cái gì vậy? Xuống đây. Từ từ anh xuống. Xuống đây. Từ từ. Gì vậy? Em đã biết được thằng cướp đó là ai rồi. Là ai? Chính là thằng Bá. Thằng Bá đúng không? Em chắc không? Chắc như bắp luôn. Sao em biết? Sao em biết? Cái mùi kỳ lạ của nó em không bao giờ quên được. Nếu mà dựa vào cái mùi á để kết tội nó thì không có đủ. Thì cũng đúng. Nhưng mà không lẽ mình bỏ qua cho nó dễ dàng như vậy hả? Chứ vậy muốn làm gì nó? Thứ nhất nè, mình không có bằng chứng. Thứ hai, em biết tánh của nó rồi, nó hay chối mà. Nhưng mà em tức. Anh cũng tức chứ bộ. Nhưng mà thôi bỏ đi. Không. Số tiền mới không có nhiều. Vậy xúc nó luôn. Xúc cái gì? Hở chút xúc. Xúc cái gì mà xúc? Xung quá. Thôi kệ, bỏ đi. Chắc tại nó nghĩ là mình trúng số nó mới làm vậy. Trời. Còn bây giờ mình có trúng số đâu. Chắc là nó không làm gì mình nữa đâu. Bỏ đi. Mình sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy đâu. Nè, đủ rồi đó. Cảm ơn anh Bá. Đi được. Có tiền là kêu bằng anh. Đi rồi nợ là kêu bằng mày tao. Khỏi cần cảm ơn đâu mày. Hai tụi bay từ bây giờ đừng có làm phiền tao nữa. Anh bà. Cái anh gì bà, nữa? Bữa nay anh muốn gỡ không? Tụi em đang gài độ hai con gà chiến. Đã lắm nha. Thôi đi. Tao đang xui lắm. Phải đợi qua cái hạn xui này đã. Vậy đi. Gì kỳ vậy anh Bá? Còn chờ á, tất nhiên còn gỡ được. Đúng không? Biết đâu á, hôm nay anh hên lại rồi còn sao? Đúng rồi đó anh Bá. Thôi nha. Anh Bá. Gì đâu mà. Thôi đi. Chỗ cũ hả? Chỗ cũ, mặt kèo này hơi lớn nha. Em có độ là nóng máu liền. Đi thì đi. Trời bà, đi.
sao vậy? Trời ơi, em mới thấy gì mà la sùm vậy? Anh ơi, em nằm mơ thấy tiền rồi lại mất tiền anh ơi. Em sao đâu em, dù gì tiền cũng chưa tới tay vợ chồng mình mà. Anh nghĩ như vậy, thay vì mình mơ trúng số thì mình nghĩ thiết thực chút xíu đi. Nếu mà vợ chồng mình á cố gắng làm lụm dành dụm thì có ngày cũng sẽ giàu thôi. Tới nước này thì cũng đành phải vậy thôi, chứ em cũng mệt mỏi quá rồi. Anh nghĩ lại rồi, tiền mình làm ra sẽ bền hơn. Nếu mà trúng số là trời cho, còn không trúng số coi như là trò chơi. Nghĩ vậy đi cho nó nhẹ đầu anh ha. Em cũng nghĩ rồi, cái gì của mình á thì sẽ là của mình, còn cái gì không phải của mình á, mình có cố muốn cũng không được. Anh tính rồi, anh tính mướn ruộng rồi kiếm người trồng lúa. Em nghĩ rồi, em có người bà con á trồng bưởi hương hồng. Em định là lấy bưởi về bán Tết á. Ừ, cũng được á. Vậy em liên hệ bên đó đi, làm xong rồi á anh ra chợ anh kiếm cái mặt bằng ngon ngon, rồi vợ chồng mình kéo bưởi về bán Tết. Dạ. Để lát nữa em liên lạc liền. Bây giờ em đi chợ nha chồng. Đi sớm về sớm vợ. Dạ. Đi chợ hả? Sao ông đứng đây vậy? Có chuyện muốn gặp có để nói. Gặp tôi làm chi? Ý là dạo này tôi kẹt quá, muốn xin có cho tôi thêm chút đỉnh. Tôi làm gì có tiền cho anh mượn chứ? Chưa nói hết câu rồi nó không có rồi, nó kẹt rồi. Nên nhớ mình cùng hội cùng thuyền đó. Nè, cùng hội cùng thuyền gì đây? Cái chuyện thằng hết đi con sang mới đó đó, giả bộ ngây thơ nữa, sao mau quên quá vậy? Nè, ông nhớ là cái chuyện đó tôi đã trả tiền cho ông sòng phẳng rồi nha. Ừ, đúng rồi. Nhưng mà bây giờ con Sang nó biết mặt của tôi rồi, giờ muốn tôi không khai ra thì phải có một số tiền nào đó bịt miệng tôi lại chứ. Nhưng mà thôi được rồi, bao nhiêu? Năm trăm thì còn suy nghĩ lại được. Năm triệu. Cái gì? Năm triệu? La lên đi, la lên cho cả sớm này biết đi, không có được báo công an. Báo đi, báo để coi ông có thoát được không. Bây giờ không báo công an nữa mà tôi nói cho thằng hết con Sang biết không? Biết ai là người chủ mưu đứng sau cái vụ này? Còn nói với bà Hương biết nữa chứ. Lúc đó lộ cái mặt ra, ta nói cái mặt đẹp dữ lắm luôn à. Nè, ông đừng có làm bậy nha. Vậy thì biết điều đi. Nhưng mà Tôi đào đâu ra 5 triệu chứ? Cái đó ta ương nghĩ cách. Mình ăn cơm đi anh. Cơm đâu em? Đem vô lấy cơm. Đũa đâu em?
em. Hả? Em quên lấy đũa để em vô lấy. Để anh lấy cho. Sao vậy? Em đâu có sao đâu. Anh biết là em hay quên, nhưng mà quên đến nỗi như vậy á là lạ lắm mà nghe. Em bình thường mà. Em đâu có gì lạ đâu. Nhìn em giống như là người mất hồn vậy đó. Đâu có. Tại em đang suy nghĩ thôi à. Em suy nghĩ gì vậy? Tại em thấy sắp Tết rồi mà nhà mình chưa có cái gì hết trơn á. Thì cũng như mọi năm thôi. Em suy nghĩ làm cái gì? Anh ơi, nhà mình còn bao nhiêu tiền vậy anh? Thì cũng không còn nhiều. Em biết mà. Nhưng mà đủ ăn cái Tết. Thôi, mình ăn cơm đi anh. Lắm. Ráng giúp tôi lần này nữa đi. Tôi nói thiệt cái bà luôn á, tôi hết tiền rồi. Trời ơi, lần này mà không có là tôi chết chắc luôn á. Ê, hay là như vậy nha. Bà ráng chờ đi. Chờ chồng tôi về. Cái tôi hỏi ông Được. Coi ông Được á, có đi mượn tiền ai được không. Cái tôi cho bà mượn lại, được không? Ê, không được đâu nha. Sao vậy? Cái chuyện này không có nói lung tung được đâu. Thiệt tình luôn á. Ê, sao tự nhiên cần tiền gấp vậy? Ê, đừng có nói với tôi á là bây giờ cần tiền đi sửa mặt sửa mũi gì đúng không? Không có mà. Vậy là Sanh tật đánh bài? Không. Chứ làm gì cần tiền? Chuyện dài lắm. Khổ ghê nơ vậy đó. Thôi bây giờ vậy, bà coi ai á, bà mượn đỡ đi, nghe. Được không? Giờ ngoài bà ra tôi biết mượn ai giờ. Bà coi có ai bà mượn giùm tôi đi. Ê, bà qua bà mượn con Sang đi, được á. Tôi với nó đâu có nói chuyện. Thôi, tôi quên. Quên là hai bà đang giận nhau. Ê, giờ về nha. Bây giờ hai người đang giận nhau đúng không? Bà qua bà làm quề với nó. Làm quề xong á, cái bà đi mượn tiền. Mượn tiền xong á, cái bà giận tiếp, được không? Khùng hả? Trời đất ơi. Vậy sao được, coi sao được. Trời ơi, tôi giỡn đó. Nói gì cũng tin đó bà này. Bởi vậy giờ mới thấy ha. Nếu như mà mình có bạn đại gia thì đỡ biết bao nhiêu. Rủi có chuyện gì á, có người nhờ giả. Vậy mà mình quên ta. Vụ gì? Bây giờ tôi phải đi liền. Đi đâu? Bà nhớ không được nói chuyện này cho ai biết nghe chưa. Ê, bà phải nói tôi bà đi đâu để tôi về tôi kể với chồng tôi chứ. Ê, mày kẹt dữ vậy sao? Dạ, tại chuyện gấp quá. Dì Năm ráng giúp giùm con nha dì Năm. Được rồi, chờ chút. Đây, đếm lại đi. Dạ, thật khỏi đếm. Con cảm ơn dì Năm. Vài bữa nữa có tiền á, con trả dì Năm liền. Không sao, cứ từ từ. Dạ. Năm không có gấp. Dạ. Dì Năm ơi, chuyện này dì Năm nhớ đừng có nói cho chồng con biết nha. Sao vậy? Sao bay ép tao quá vậy?
Lỡ mai mốt nó biết á, nó cằn nhằn tao chết. Trời ơi, chuyện này á, Năm không nói, con không nói, sao mà ổng biết được. Chứ chuyện này Năm mà nói ra, ổng la con chết luôn á. Nha Năm, lần này thôi á nha. Dạ dạ, con cảm ơn Năm nha. Thôi con về. Mọi năm mình làm móng gần gần luôn, năm nay không thấy ai kêu làm đẹp hết. Có chưa? Đưa đi. Có. Có, đưa đẻ đi. À, nhưng mà ông phải hứa lần này là lần cuối nha. Tôi hết tiền rồi đó. Tiền rồi. Này là tôi mượn của người ta đó. Lần cuối, được chưa? Đưa đây. Không được, ông thề đi. Phiền quá. Thề thì thề. Thề đi. Tôi mà có khai ra cái vụ cướp bữa hổm cho tôi nghèo suốt đời đi. Đánh đầu tụi đó, đánh con gián ra con dế, được chưa? Ông nhớ, lần này ông phải giữ lời hứa nha chưa. Từ nay tôi với ông không ai nợ ai hết. Sau này á, ông nhớ đừng có lo tôi vô chuyện này nữa. Rồi rồi rồi, biết rồi, đưa đây. Đưa đây, đưa lẹ đi. Chị có dạ. Thì ra là vậy. Chị và ông bá và anh Cảnh cướp tụi em. Sang ơi, không phải vậy đâu Sang. Chị, uổng công anh hết tin tưởng vợ chồng chị, không ngờ hai người lại làm như vậy. Em sẽ đi la làng cho tất cả mọi người biết chuyện này. Đừng. Thật ra lúc đầu chị chỉ định hù hai đứa thôi. Chị đâu có ngờ mọi chuyện lại ra nông nổi này. Anh Ba Hơn, anh cũng không biết chuyện này. Chị muốn giải thích cái gì thì đi giải thích nhanh hết kìa. Sang ơi, Sang. Em dám làm cái chuyện động trời vậy đó hả? Em xin lỗi. Em chỉ muốn hù cho thằng Hết nó khai ra thôi à. Có ơi là có. Em biết thằng Bá là người như thế nào mà. Sao em đi giao du với nó? Em không ngờ là cái thằng Bá nó lại lật lọng như vậy. Nếu em biết trước nó như vậy á, có cho tiền em cũng không có dám. Mém một chút xíu là xảy ra chuyện lớn rồi, thấy chưa? Hên là thằng Hết với con Sang nó không báo công an đó. Nó mà báo công an là em ở tù mọt gông nha có. Anh ơi, bây giờ mình phải làm sao hả anh? Làm sao gì nữa? Làm anh mất mặt quá, không dám nhìn mặt ai luôn á. Em xin lỗi. Em đừng có xin lỗi anh. Em xin lỗi thằng Hết với con Sang kìa. Anh cái gì mà anh? Anh không có giúp được cho em đâu. Thiệt tình là chị không có ý làm hại hai đứa đâu. Bây giờ chị nói như vậy, còn lỡ hôm bữa xảy ra chuyện gì rồi chị tính sao? Sang, em hiểu rồi. Em không trách chị. Em cũng không làm lớn chuyện này đâu. Thiệt hả? Mình bỏ qua chuyện này dễ vậy hả anh? Thì chuyện có gì to tát đâu. Bỏ đi em. Nhưng mà anh tin chị có. Chắc tại chị nôn nóng quá chị mới làm ra chuyện như vậy. Mình phải thông cảm cho chị. Mình thông cảm cho người ta. Mà người ta có thông cảm cho mình không? Chị, thiệt tình là lúc đó chị không có suy nghĩ được nhiều, cho nên chị mới gây ra chuyện này. Nhưng mà chị thề là chị không có kêu nó cướp của tụi em. Tại cái thằng Bá nó tham lam quá. Vậy sao sự việc đó chị tin em chưa? Tin, chị tin rồi. Bởi xa cơ giữa chiến trường thọ tiễn nên gió đông sơn đành chia tay vĩnh viễn Bạch Thu Hà. Bạn tình chúng ơi,
Trời ơi, ông võ đâu sao ông chết queo rồi mà bà Bạch Thu Hà còn ngồi đây hát vu vơ vậy? Ta đang hát trớ ngon lành làm mất hứng. Mà Năm, nói thiệt nha, ngày nào cũng nghe cái lương, ngày nào cũng ca cái lương, bộ Năm không chán hả Năm? Ngày nào bay cũng ăn cơm, bay không chán hả bay? Ủa, Năm, nó khác nhau chứ. Ăn là khác à, nghe là khác à. Ăn cơm là no cái bụng à, nghe cải lương là no cái đầu à, no cái tinh thần, giống nhau nha. À vậy hả? À mà Năm, con nghe người ta nói á, những người mà mê cái lương á thì thường có nhiều tâm sự lắm, có gì không kể con nghe đi. Hỏi chi? Thì tại con tò mò thôi mà. Hỏi thiệt á, hồi đó giờ á, Năm có yêu ai chưa? Hồi trẻ á, Năm nói thiệt. Sao Năm? Năm rất là... Nghĩ sao? Sao hả? Nghĩ sao mắc bẫy? Gì? Kể bay nghe, nguyên sớm biết hết câu chuyện đời tư của Năm. Trời ơi, Năm làm như con là nhiều chuyện lắm bạc. Đúng rồi, không có nhiều chuyện đâu, mà nhiều chuyện lắm đó. Năm, mày biết sao mày có tên lắm không? Thì ba má con đặt. Ừ, ba má mày đặt là có nguyên nhân á. Sao? Hồi lúc mới đẻ mày ra, dạ, cho nên cái mặt mày á, ấn tượng nhất là cái mỏ nhọn quắc, nhìn vô chỉ thấy cái mỏ nhọn thôi. Tí bày mới nói, nhỏ này ha, chắc biết nói trước khi biết đi à. Dạ. Nên đặt mày là lắm. À, lắm là nói nhiều, nói lắm. Trời ơi, vậy kể như là ba má con cũng biết trước con vậy hả? Chứ sao? Thôi mà Năm, nghĩ là cũng hay ha. Cái lớn lên á, cái con có chồng, mà chồng con là tên Được. Hai vợ chồng ráp cái tên lại là Được lắm. Ông trời xe duyên hay lắm mày ơi. Dạ. Năm, ừ? Thì con Năm tên tươi. Ừ. Vậy là hồi đó Năm cũng tươi lắm đúng không? Gia đình của Năm nha, sáng rực rỡ, tươi rói lung linh. Trời đất ơi, đông anh em dữ. Ừ, chứ sao. Ủa mà Năm, ừ, vậy hồi đó đó, hồi còn trẻ á, ừ, chắc Năm đẹp lắm đúng không? Chỉ là hơi thiếu chiều cao xíu thôi. Phải không? Tính ơi, chiều cao thời Năm cỡ này là ngon lành. Vậy hả? Nói không phải khen chứ. Sao sao? Ngày xưa nha, dạ, trước cửa nhà Năm á, con trai trong xóm á, trời ơi, nó theo nườm nượp. Trời ơi, từ đầu nhà Năm nha, ngay cái cửa nhà Năm à, tới nó xếp hàng này, thẳng 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 tới đây, quẹo cua, quẹo cua, quẹo cua, mấy cái cua luôn đó. Dữ tuôn, trời ơi. Mà Năm không có chịu. Sao không chịu? Năm có một mối tình khắc cốt ghi tâm. Trời ơi, lãng mạn dữ. Sau đó người ta theo gia đình lên thành phố mần ăn à. Rồi gia đình Năm cũng chuyển đi chỗ khác nên mất liên lạc. Nhưng mà Năm cứ chờ, chờ hoài. Mà Năm, Năm tính chờ hoài vậy luôn hả? Cũng tại Năm, Năm ơi, người ta nói con gái á thì chờ một năm hai năm là được rồi. Năm chờ chứ có hơn chục năm vậy sao được hả Năm? Chờ hoài sao? Rồi tới khi nào mà gặp lại? Không lẽ hai người hát cái câu gặp lại nhau tóc xanh phai màu đúng Năm? Kệ,
phai màu hay bạc màu gì cũng được. Bị gì nó nghĩ lỡ đâu người ta cũng đang chờ Năm, cũng đang tìm Năm thì sao? Rồi, con hiểu. Cho nên Năm cứ chờ. Năm, vậy Năm có buồn lắm không? Bạn nghĩ tao là gỗ đá hay sao vậy? Nhiều lúc tôi thổi con mình tủi thân lắm, nhưng mà mình lỡ thương, thương hoài à. Thôi mà Năm, con cũng thấy Năm đâu có buồn lắm đâu. Lúc nào qua quán cũng thấy Năm tươi rơi rối, cười đon đã chào mời khách mà. Trời đất ơi, không lẽ suốt ngày cái mặt tao hả buồn 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 suốt sao mà ăn buôn bán? Thôi con biết rồi, chuyện của mình, mình biết, mình để trong bụng thôi chứ. Dạ. Bởi vậy người ta nói không sai Năm ha, tình chỉ đẹp khi còn dang dở, đời mất vui khi đã vẹn câu thề. Bơ nô tì. Dạ. Chuyện cứ mật chứ cứ để người ngoài hay biết, nếu không, nếu tiết lộ, dạ, cấm xích sứ trăm lăng trì. Dạ, tuấn lên. Bây bị cái lương nhập luôn rồi. Con về em Năm á chứ ai. Quên đi chết cha. Trời ơi, để con về con lo cơm nước cho ông được. Lo gì chị con chửi con chết. Về lo cho chồng ơi. Xin kêu biết. Con điên. Nè, xin đôi luôn nè. Ủa, năm nay ông chủ để cho anh bán hết luôn hả? Thì đợt dịch vừa rồi á, ông chủ bán không có được, cho nên là thương lái không có thu mua. Ông chủ kêu anh bán đi, bán được bao nhiêu hay bấy nhiêu, còn dư tiền á, ông cho mình. Hay quá vậy. Cũng may á, là anh gặp được ông chủ tốt đó nghe. Ừ. Nhưng mà nói gì thì nói, quýt mà anh bán giá đó là lỗ chết. Thì biết sao giờ, anh cũng ráng bỏ mối cho mấy quán ăn, nói chung là cũng kiếm thêm cũng được. Năm nay là năm gì, làm ăn khó khăn quá chừng. Đúng là mắc dịch mà. Thôi đừng có than thở, em hãy tin vào một ngày mai tương lai tươi sáng hơn. Gì vậy? Ai giống như má em vậy ta? Má em chứ còn gì nữa. Ê, trốn đi. Dạ con chào bác. Con Sam nó có ở đây không bay? Dạ không có bác. Cái con nhỏ này nó đi đâu mà từ hồi sáng tới giờ vậy kìa. Thôi tôi về. Dạ chào bác. Em ơi, Sam đi. Má đi rồi. Giật mình, xém chút nữa là bị phát hiện rồi. May mà phát hiện cái chuyện này á, không biết nói làm sao luôn á. Mà cũng tại anh, tại anh á, không có giàu như người ta, để cho em phải chịu cực khổ. Đau, đau. Em không có thích anh nói như vậy nha. Không nói nữa, đau. Nhớ nghe. Nhớ.
Đó, thấy chưa? Có sao không? Chắc là Tết năm nay em sẽ không đi thăm họ hàng, để cho ba má em đi thôi. Ủa sao vậy? Thì có gì vui đâu. Về đó lúc nào cũng hỏi à, có chồng chưa? Bao giờ lấy chồng vậy? Ủa, chưa chồng nữa hả? Ôi, sao chưa chồng? Anh thích. Nhớ ông Hoành thấy quật quạ hiệp sĩ lợn quýnh con heo rõ ràng ha? Rồi xong vợ ra heo nái quýnh con heo hả? Đâu vậy? Tẩn à, tao thì hàng ngày ra đi vòng vòng trong xóm chứ đâu. Ê, mày đem con gà ở đâu? Mới đá về. Mới đi đá về? Chứ là sao? Là nó mới vừa sổ giò luôn hả? Thần kê của tao đó mày. Ôi, thần kê luôn. Chứ là sao? Trời ơi, vẫn chơi hoài mày. Thần kê là thần gà đó hả? Ừ. Thấy ghê vậy ta. Ê, hồi nãy là đã thắng hay đã thua? Thần kê của tao trăm trận trăm thắng. Trời ơi, vẫn chơi hoài không nổi. Thần kê trăm trận trăm thắng. Hồi nãy nó đá người ta mới dít. Một phát ba dít. Trời, ghê vậy. Thường ta ba phát ba dít, cái này một phát ba dít. Con gà có hai cửa, còn dít còn lại là sao? Cái mỏ nè. Thôi. Trời ơi, thần kê đó mày. Gà này nó khùng quá. Đừng giỡn nha, nó quất mày luôn đó. Phản ứng ghê ha. Chứ sao? Bây giờ mày tính đem nó đi đâu à? Tiếc quá, giờ tao phải sắp chia tay nó rồi. Nhiên chia tay? Tại con mẫu kê nhà tao nó nhỏ quá, chịu không nổi. Mẫu kê? Mẫu kê giờ cũng lớn rồi mà, có gì đâu. Mẫu kê là vợ tao đó ông nội. Mẫu kê là vợ mày? Ừ. À mày chơi chữ đó hả? Trời ơi, nãy giờ tao tưởng như là má con gà không chứ. Ủa, rồi vợ mày nó không muốn gì mà làm mà mày cũng dở lắm. Dù con vợ mày nó không thích đó, thì bây giờ mày lấy con gà này mày sang cho người khác đi. Giờ tao phải tiễn em nó về người khác nè, tao tiếc đứt ruột luôn đó. Ê, tao đã nói rồi, mày đừng có lại gần nó quất mày luôn đó. Mày biết nghe tiếng người luôn. Chứ sao, thần kê không mày? Tao kêu mày mà nó tưởng kêu nó, ghê chưa? Ê, bán con gà này nhiêu? Bán có 3 triệu à, tiếc quá. 3 triệu luôn hả? Không có mắc lắm. Nhưng mà gì mày trời, 3 triệu tiếc cần kết mà mày nói gì sao vậy? Con gà này là thần kê đó mày. 3 triệu mà nó kiếm về mấy chục triệu đó. Giỡn hoài. Cái con sang ở đó mà không có phá đám thì mình đã có 5 triệu trong tay rồi. Thiệt tình chứ. Giờ tiền đâu mà mua con gà ở đây? Cái con gà nó quá ngon đi. Con gà gì đâu mà nó đẹp, ơi là đẹp. Nhìn cái đuôi của nó, nhìn cái cửa của nó, bảo đảm là gà đẻ trứng vàng, ra tiền cho mình. Vậy mà không có tiền, giờ biết mượn ai bây giờ? Mượn Hà thì không được rồi. Mượn người khác lại càng không được nữa. Người ta không có cho cái mặt mình mượn tiền nữa. Mấy cái con cá này mà đá được mà ăn tiền nha, tôi bắt nó đi đá. Rồi ha, tại sao mình không bắt nó đi bán kiếm tiền để đá? Đúng rồi, ý hay. Ê, anh bá. Thôi, anh bá. Anh tính làm cái gì vậy? Anh tính nhảy xuống đây hả? Không có. Trời nóng quá, tính nhảy xuống tắm cho mát. Trời ơi, cái hồ cá của người ta mà tắm cái gì? Ủa, mà có chuyện gì tự nhiên em thấy anh thẫn thờ quá vậy? Thì anh có chuyện bực bội gì mà ha, nên muốn nhảy xuống tắm cho đã. Chuyện mà làm anh bực bội thì chỉ có thua đề nè, thua bài nè, thua banh nè, thua đá gà. Đúng là hiểu ý anh. Anh nói cuộc đời này á, chỉ có em là hiểu ý anh. Sao mẹ anh là tới em đó? Chẳng những em hiểu anh mà em còn hiểu rất rõ nữa là đằng khác. Em với anh đúng là trời sinh một cặp. Em là một cái mảnh ghép hoàn hảo của anh. Vậy hả? Tết sao? Này á, dắt em về ra mắt tía má nha. Ờ,
Thì chuyện đó anh cũng tính rồi. Để từ từ đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cái đầu gì? Cái điện thoại đó xịn như vậy. Hồi đó thuốc lại có 3 triệu. Alo, ai đó? Anh Bá, em Hà nè. Hà hả? Sao mà em xài số điện thoại này vậy? Anh Bá, anh có lấy cái điện thoại của em không? Anh à, trời ơi, cái điện thoại của em anh đâu có thấy đâu. Anh em để đâu rồi á? Cái điện thoại mà hồi nãy em nói chuyện với anh á, em để trên bàn đó. Anh có thấy không? Thì nhiều khi nó rớt ở đâu đó. Em coi hả, coi kỹ lại coi, kiếm kỹ lại coi hả. Em quay vô kiếm rồi nhưng mà em không có thấy, mà em gọi vô cái số điện thoại đó cũng không có nghe nữa, nên em mới gọi cho anh nè. Rồi anh hiểu rồi, anh hiểu rồi. Cứ kiếm kỹ rồi đi, nhiều khi nó rớt ở đâu là kiếm kỹ là có à. Thôi có công chuyện nha, anh cứ bán nha. Nói sao? Nó nói nó không có lấy. Cái gì? Chắc chắn là nó lấy. Trời ơi. Nhưng mà bây giờ mình không có tận mắt thấy được, mình cũng không nói được nó. Thiệt luôn á, chỉ có mình bà tin nó thôi chứ không ai tin hết á. Được rồi, kỳ này tôi sẽ làm tới luôn. Làm tới luôn? Trời ơi, nhìn nó hoài, được đằng chân nó lâm đằng đầu. Mà lỡ nó chối thì sao? Thì bà nói là có người thấy là ổng cầm cái điện thoại luôn rồi. Hết chối, phải khai thôi. Thiệt chứ, cái số gì đó mà xui, quá xui luôn. Đã nghèo rồi còn mắc cái eo nữa. Thôi, đừng có đổ số. Số, bây giờ ha, tôi nói nè, bà chỉ cần bà còn dính vào ổng á là bà còn khổ dài ha. Ở đây mà số. Đời mà có dai có trả đó. Nghề của tụi mình cứ moi tiền người ta, nên mình gặp phải loại người như vậy đó. Ý của bà nói là của thiên trả địa hả? Chỉ bà thấy không đúng sao? Cũng đúng. Để đi, đó vợ đứa nào làm cái nghề này có đứa nào giàu đâu. Làm đủ ăn, buông ra một cái bà tay trắng. Bởi vậy nhiều khi tôi nghĩ không ấy thôi mình bỏ nghề, ra ngoài kiếm cái công chuyện gì đó, buôn gánh bán bưng. Thấy vậy mà nhẹ lòng đó bà. Nhắm chịu nổi không? Dãi nắng dầm sương, mặt nám tay chai, khiên giác nặng, chịu nổi không? Buôn gánh bán bưng. Bây giờ á, muốn thoát khỏi cảnh này á, chỉ còn một cách duy nhất thôi. Cách gì? Lấy chồng đi. Kiếm tấm chồng đàng hoàng là xong. Còn không hả? Mơ đi cưng. Mấy người đàn ông tử tế á, họ đâu có đi vô mấy chỗ này.
Bởi vậy hy vọng gì, đừng có hy vọng nữa. Bây giờ tôi chỉ có một ước mơ duy nhất thôi, kiếm thiệt nhiều tiền lo cho mẹ già, rồi kia cho mấy đứa em ăn học đàng hoàng. Chứ đời của mình là bỏ, không thể nào để cho tụi nó như mình. Đây 3 triệu. Thằng kia của tao, thằng kia của tao. Trời. Ê, thấy không? Khi mà có thằng kia trong tay, cái mặt của tao sáng bừng luôn mày. Trời ơi, nè, mày tao mới để giá đó nha mày. Có ông kia nghe qua một cái, qua giả gấp 3-4 lần luôn. Mà tao không bán đó. Bởi vì tao nói mà bập bập uy tín dữ lắm. Tao nhớ thương nó nha. Ê, thằng kia của tao nha mày, chăm sóc kỹ à. Yên tâm, đau thương nó còn không còn ghệ đâu được. Ê, mà đừng nói với con ghệ tao biết nha, chuyện này tao liều á. Rồi kê, hiểu mà. Mà không được, bây giờ tao phải chạy về quán rồi. Mà chạy về quán con ghệ tao mà thấy con gà này nó nghi á. Ồ, thôi mà giữ nó giùm tao đi ha. À, cũng được, cũng được. Có gì ngày mai tao qua lấy. Ê, nhưng mà mày phải chú ý là cho nó ăn uống đầy đủ nghe chưa? Ok, yên tâm. Em, trời ơi, nay mặc áo hồng đẹp quá vậy. Anh còn dám tới đây gặp tôi nữa hả? Em làm cái gì vậy? À, anh không gặp em thì gặp ai? Anh chơm điện thoại của tôi đúng không? Đúng không? Đâu có. Có đâu. Có người thấy tận mắt anh chơm điện thoại của tôi. Người nào thấy tận mắt? Em nói đi, em nói cái người đó đi. Anh tới anh xử nó liền. Anh bay đá kẹp cổ cho nó, dẹo cổ nó chết luôn. Đứa nào em nói coi. Thôi, anh đừng có mà phủ đầu người ta. Chắc chắn là anh lấy đó. Uổng công tôi, biết bao nhiêu năm qua tôi ở bên anh, tôi thương yêu anh, tôi tin tưởng anh. Vậy mà đồ của tôi anh cũng ăn cắp cho được nữa hả? Có chuyện gì từ từ nói nghe em. Đừng có giận anh nữa, anh biết lỗi của anh rồi. Thôi mà, có chuyện gì từ từ nói. Em ngồi xuống đây đi, em ngồi xuống đi. Nè, có chuyện gì từ từ nói. Em em phải hiểu cho anh. Mỗi người ai cũng có hoàn cảnh hết. Cái hoàn cảnh của anh là anh quải quá. Đụng tới anh là anh quả. Cái câu này tôi nghe rất là nhiều lần rồi. Tôi nghe riết tôi cũng chán lắm rồi. Mà bây giờ quả hơn gì nữa. Thôi mà, cho anh xin lỗi đi. Anh hứa với em, anh hứa với em là anh sẽ không bao giờ làm chuyện này nữa. Anh hứa với em là mai mốt anh có tiền, anh sẽ mua lại cho một cái điện thoại đẹp hơn, xinh xắn. Chừng nào anh có tiền đi rồi tính. Cái câu này tôi cũng nghe rất 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 là nhiều lần rồi. Tôi nghe riết tôi cũng mệt mỏi lắm rồi, anh biết không? Nhưng lần này thì khác. Biết sao không? Vì lần này anh sắp vô mánh rồi. Vô mánh gì? Anh vô mánh. À, nói trước bước không qua, nhưng mà chắc chắn với em mà lần này anh sẽ vô mánh 100%. Khi mai mốt anh có tiền rồi, anh sẽ trả nợ cho em cả vốn lẫn lời một lần một luôn. Chắc nằm mơ rồi thấy mấy cái số đề rồi đi quýnh đề chứ gì. Số đề thì anh không có chắc, nhưng mà cái này thì anh chắc à. Để rồi coi. Mất hứng không?
nữa. Ủa, ngày mai mới là 23 tháng chạp, đưa ông Táo về trời, làm sao hôm nay mình cúng sớm vậy? Ngày mai là ngày chánh, nên sẽ có rất nhiều người đưa ông đi. Nên khuya nay mình đưa ông Táo của mình đi, ông sẽ không bị kẹt xe. Lên trên đó gặp Ngọc Hoàng sẽ tâu được nhiều chuyện. Cúng sớm cũng được nữa hả? Ừ, được chứ. Khuya 22, nguyên ngày 23, đều được hết. Ồ, đó giờ anh toàn cúng 23 không à. Ừ, hèn chi, đó giờ anh ít gặp chuyện hơn đúng không? Năm nay mình đổi giờ thử coi, biết đâu Ngọc Hoàng sẽ nghe được lời thỉnh cầu của tụi mình. Ừ. À, mà nhà em cúng chưa? Em không biết nữa. Không biết là làm sao? Ủa, em không ở nhà phụ ba mẹ hả? Ở nhà em có ba phụ với má rồi, nên em qua đây em phụ với anh. Thấy ghét quá à. Vậy giờ mình cúng luôn chưa? Chưa. Một phút nữa mới đúng giờ. Phải cúng đúng giờ lành á thì mọi chuyện mới thuận lợi. Em cũng rành cái chuyện này quá ha. Má dạy em đó. Má nói hả, tập cho biết đi, để mai mốt về nhà chồng còn biết mà làm. Trời trời, coi bộ má em chuẩn bị tâm lý kỹ càng cho em lấy chồng rồi ha. Anh này, má bây giờ chỉ chờ người tới hốt em đi thôi đó. Ý, tới giờ rồi kìa, anh thắp nhang đi. À, anh á, nhớ gái là năm sau mọi chuyện may mắn thuận lợi nha. Trên đó ông nhớ bẩm với Ngọc Hoàng cho con một năm mới công việc thuận lợi, mọi thứ hanh thông. À, nhớ giải quan cho con nữa. Ông Táo nhớ bẩm với Ngọc Hoàng nha. Ông Táo cảm ơn ông Táo. Đi đâu sớm vậy vợ? Trời ơi, bữa nay là 23 rồi, em phải đi chợ sớm mua đồ về cúng ông Táo chứ. Chà, hôm nay vợ tôi giỏi quá, nhớ luôn ta. Nhớ sao không? Chỉ nhớ em còn tốt lắm á nha. Đi sớm về sớm nha vợ. Dạ đi nha. Ừ. Chị Lắm ơi, anh Được ơi, có nhà không? Ai đó? Em Sang. Sang mà vẫn nghèo nè. Thôi ra liền. Anh nè, có gì không Sang? Dạ, em có con gà mang qua cúng anh. Vậy? Có con gà luộc để cúng, mang qua biếu anh chị ăn lấy thảo. Rồi, cảm ơn nghe. Dạ, không có gì. Ủa, sao có nửa con gà vậy? Chàng ơi, người ta luộc có một con à. Đem nửa con qua biếu là đúng rồi. Thôi anh đứng đây đi, em về em hút hết mang qua cho anh ăn. Mọi người nhịn. Gà ngon ha. Chưa ăn biết ngon. Nhìn là biết ngon rồi. Gì? Ở đâu em có con gà này vậy? Thì em mua, chứ không lẽ em xin. À, hỏi kỳ. Rồi, cảm ơn.
Ủa chị Lắm đâu rồi anh? Bãi đồng vọng sớm rồi. Vậy hả? Thôi vậy thôi em về nghe. Ừ. Chứ giờ cũng đâu có gì nói với anh nữa. Nhớ ăn hết con gà nha. Nhớ cho chị của em ăn nhiều nhiều vô nha. À. Tấn ơi, Tấn! Tấn ơi, Tấn! Tấn ơi! Ôi, Tấn ơi! Trời ơi, tao nôn cặp thằng kê nó mà tao chạy mồ hôi kê đổ quá trời nè. Thằng kê của tao đâu rồi? Lạ quá, thằng kê của anh. Thằng kê của nó. Ê, xích qua cho tao ngồi chút. Không, cái này thiết kế riêng tao. Ngồi đó, ngồi kế bên. Ừ. Sao? Tao ngồi định thần lại mới được. Nó nhớ tao mua con gà của mày. Đúng rồi. Con thần kê chứ. Đúng rồi, thần kê. Là nó nhiều lông lắm mà, đúng không? Trời, thần kê mà mày giỡn hoài. Sao bây giờ nó không còn cọng lông nào giống như là bị bình ban vậy? Nói kỳ mày. Rồi mày cho ăn cái gì mà nó nhỏ xíu, nó teo ngắt lại như con gà con vậy? Con mà. Thần kê của tao đâu? Mày bình tĩnh, hết sức bình tĩnh. Nhiều khi mẫu kê của tao nó sợ trời mưa ướt con, cái mang vô nhà, để tôi vô nhà tôi kiếm. Chờ chút xíu tôi vô nhà xíu thôi nha, chút xíu nha. Mày kiếm lẹ của tao đó mà qua mặt tao là không xong đâu nha mập. Con gà con rõ ràng luôn mà nói con thần kê. Thằng này alo, làm gì hói vậy? Đợi dùng tiền cho tao mà làm gì hói gì giặt vậy mày? Vậy đi, xíu tới. Mấy cái thằng này, thêm thằng mập nữa. Có chưa mập? Chết thì ba ơi, chết thì ba ơi, thì ba ơi. Cái gì, thằng kê tao đâu? Trong nhà không có. Trong nhà không có. Không có là sao? Khoan. Mày á, tao đưa tiền cho mày đàng hoàng đúng không? Đúng rồi. Tao đưa 3 triệu cho mày đúng không? Đúng rồi. À, mày tiếc tiền đúng không? Mày không muốn bán con gà đó cho tao. Mày muốn giữ nó làm cu riêng của mày. Không. Không hả mày? Mày chơi dư. Mày chơi vậy là chơi dư. Tao thề với mày luôn đó má. Ngày nó tắm tới 3 cử lần sao giờ được? Tắm 3 cử đâu mày. Tao nói câu này á, mày nói câu khác hả mày? Hả? Thân kê tao đâu? Khoan. Mày đợi chút xíu. Để tao gọi mẫu kê rồi tao hỏi cho. Đợi chút. Cái con gà mẹ đây. Đợi chút. Em ơi, mẫu kê ơi, các anh hỏi xíu nè. Ủa anh bán nó qua hả? Gì vậy anh? Anh để con gà trong bộ này gì đó mất tiêu rồi. Con gà em lấy hả? Tỉnh hai. Ủa? Ủa mà sang? Qua chi đây? Tối nay tôi cũng đưa ông Táo tính qua nhờ bà lựa coi con gà nào ngon ngon để về cúng. Bà thiệt là sáng suốt, mua gà là phải mua gà nhà tôi nó mới ngon được. Thì đúng rồi, bởi vậy nên tôi đâu thèm ghé chợ đâu, tôi qua đây luôn đó chứ. Vậy thôi qua coi lựa đi, tôi thoải mái luôn. Tôi tự lựa hả? Tự lựa luôn. Coi đi, con nào cũng ngon hết trơn á. Đó, con này ngon này. Ê bà cứ lựa đi nha, tôi đi nghe điện thoại cái. Bà cứ để tôi. Alo cô giáo. Ủa vậy hả? Dạ em biết rồi. Dạ. Dạ rồi. Có gì em về em nói con em nha. Dạ rồi. Ủa lựa được rồi đó hả? Dạ ngon ha. Nói nghe nè. Hả? Tôi lựa được con này, bây giờ tôi về trước, tối tôi mang tiền qua trả sau nghe. Về đi. Dạ rồi, em biết rồi. Dạ, vậy thôi nha cô giáo. Là vậy đó. Là vậy. Trời ơi, con thần kê của tôi. Ba chạy luôn của tôi. Tấn. Bình tĩnh. Tao bình tĩnh. Giết mày. Bình tĩnh, hết sức bình tĩnh. Đừng. Mày ha, tao giết mày. Bình tĩnh. Mày làm cái gì vậy? Bình tĩnh. Mày tin là cỡ nào tao phan cũng trúng không? Sao trúng được mày? Không có khi nào mà con voi núp sau lưng con chuột hết. Em thấy nó đúng á. À,
Ok, cứu anh. Dạ em cứu anh, em mau cứu anh mà. Anh ơi, từ từ, có chuyện gì nói. Bình tĩnh, hai cho tụi bay thương nhau quá ha. Được rồi, bọn chơi tiếp vũ khí hạng nặng. Anh ơi. Khoan, bình tĩnh. Anh ơi, đúng rồi. Tính cái gì? Cái này là lỗi tại em chứ không phải là tại chồng em đâu. Là hồi hôm qua em bán con thần kê này cho anh Sang. Tại vì em không biết là chồng em bán cho anh rồi á. Gì? Em bán cho anh Sang rồi. Con Sang đang giữ con thần kê của tôi. Đúng vậy. Trời ơi, không được rồi. Con Sang giữ con thần kê. Con Sang đâu? Con Sang đâu rồi? Mày không làm gì vậy? Ông này, Nó đâu rồi? Đâu vậy? Nó nào? Con gà của tao đâu rồi? Gà gì? Con gà mà mày mua của vợ thằng Tấn. Đâu? Hỏi làm chi? Hỏi làm chi? Con gà đó của tao, tao mới hỏi. Con gà của tao đâu? Ủa? Gì kỳ vậy? Con gà đó là tôi mua, tôi trả tiền đàng hoàng mà. Nhà nào có ông, tự nhiên bắt tôi trả là sao? Mày nói ngang với tao hả? Mày thấy tao đổ mồ hôi không mày? Hả? Tao nóng lắm rồi đó. Tao nóng lắm rồi đó. Kệ ông chứ. Bây giờ mày có trả con gà cho tao không? Vô lý. Không trả. Mày không trả hả? Mày có tin là tao cắt cổ mày chứ mày là cắt cổ con gà không? Nè nè, đừng có làm bậy nha. Tôi đâu biết gì đâu. Mày trả không? Trả không nói. Từ từ cho người ta suy nghĩ. Suy nghĩ gì lâu vậy? Tao chờ cũng mệt chứ. Rồi, bây giờ miễn là đưa con gà đó lại cho ông là được rồi đúng không? Chứ còn gì nữa. Được rồi, chờ chút. Con vợ mày biết điều á, đừng có giỡn mặt với tao. Ước hết rồi. Thằng Kê ơi, anh tới cứu em đây. Thằng Kê trăm trận trăm thắng của tôi. Nhỏ này còn gì mà biết điều. Gà của mình phải trả lại cho mình chứ. Có chưa Sang? Cảm ơn mày nha. Công nhận mày biết điều thiệt. Tao thiệt á, mày phải nhìn con thần kê của tao. Con thần kê chấp trận chấm thắng của tao. Con gà đó đâu? Nè, tôi luộc tôi ăn rồi. Nè, nhưng mà tôi vẫn để dành lại hai cái món quý nhất để cho ông đó. Hai cái chân gà này nha, lên bàn nhậu là người ta giành giật dữ lắm à. Đó, ông nhậu đi. Con thần kê của tôi. Ê, trời ơi, như vậy đó được không? Nó cưa luôn hai cái cửa rồi sao đó. Ăn phải cưa chứ. Trời ơi, không ngờ có một ngày đâu đó con thằng kê nó chết thảm như vậy. Không, cái con thần kê này nó chết không hề vô ích. Thịt của nó ngon lắm. Ôi, thịt của nó ngon lắm. Tôi chưa từng ăn một con gà nào vừa mềm vừa dai đủ độ mà lại thơm thơm béo béo. Nghĩ tới mà nước miếng lại chảy ra nữa rồi. Chưa hết đâu, con gà này nó lại rất giòn nữa chứ. Cắn vô cái phọc nghe một cái sực, càng cắn càng sực sực. Ông sực thử đi, thế nào cũng nghe sực sực. Không ngờ con thần kê trong trận trăm thắng của tôi mà lại bị nó nhai càng sực như vậy. Ngon mà. Nó
còn chảy nước miếng như ăn xoài nữa chứ. Trời ơi, ngon muốn xỉu luôn, sao không chảy nước miếng được. Ngon hả? Ngon thôi. Gì vậy? Gì vậy? Mày. Gì? Mày đền con gà cho tao. Ăn vô bụng mất tiêu rồi đền kiểu gì? Mày đền con gà cho tao. Mà không đền được thì mày phải đưa 3 triệu cho tao. Nè, tôi chỉ ăn có nửa con thôi hả? Còn nửa con nữa đâu? Mày đem lên bàn thờ mày chưng rồi hả? Không có, tôi đem tôi biếu cho bên nhạnh được á. Mày, trời ơi, con gà chiến của tôi mà nó biếu tùm lum tùm la như vậy đó. Trời ơi, nó ngon quá mà, mình thảo ăn mình phải biếu mọi người chứ. Mày ăn nửa con đúng không? Vậy mày phải đền cho tao 1,5 triệu. Nè, không có vô lý như vậy nghe. Tôi làm sao biết được con gà này là của ai chứ? Con gà tôi mua thì tôi luộc tôi ăn thôi. Tôi có làm gì sai đâu. Không làm gì sai hả? Thôi được rồi. Nếu mà bây giờ á, tôi đền cho ông thì tôi chỉ có 2 cách thôi. 2 cách gì? Nói. 1 là tôi ói hết tất cả những gì trong bụng tôi ra đây trả cho ông. Mày. Còn cách thứ hai. Cách thứ hai là cách gì? Tôi xóa nợ cho ông đó. Tao nợ mày cái gì mà xóa? Ông lấy của tôi với anh hết 100 ngàn. Mày. Tính từ bữa tới giờ tôi cộng cả lãi lẫn gốc trừ vô con gà này hết nợ. Mày đừng có lẻ lẻ của tao. Mày đừng có tìm cách ha. Mày chối cái tiền lại với tao ha. Ủa, ông lấy tiền của tụi tôi thì sao? Trời, tôi nói đúng thì thôi chứ. Mà biết tao lại không? Ông là ma cô, ai mà không biết. Ma. Thì đúng là tao là ma cô đó. Nhưng tao cũng là một giang hồ nữa. Mày muốn tự chứng minh cái điều đó liền bây giờ không? Ông làm gì? Mày có tin một chút xíu nè ha, một chút xíu nữa tao lấy hết đồ trong nhà thằng hết này, tao đem bán đem cầm hết không? Nhà này có gì đâu lấy. Mày. Tao. Đúng là không có đồ gì thiệt. Vậy tao đập hết những cái đồ đạc trong nhà thằng hết. Nhà ảnh càng không có gì để đập luôn á. Mày. Đúng là cũng không có gì để đập luôn chứ. Đúng rồi. Không đập được đâu đó. Thì tao đập mày. Ê, mày đứng lại. Trở lại. Mày cứu tôi với. Mày bỏ lèm đi. Bỏ lèm xuống đi. Mày cứu tôi với. Cứu tôi. Ui da. Mày chạy đi. Đứng lại tao phóng một cái là cái móng gà này nó lủng ra đằng trước ra đằng sau mày luôn á. Mày giỡn cái giang hồ à. Thần kê yêu dấu của tôi. Đức, đứng lại. Ủa, má mày ở đâu hả? Đừng có hỏi tao, để tao hỏi mày trước nè. Mày làm gì căng vậy mày? Hôm qua con Sang nó đem nửa con gà qua cho mày, đúng không? À, đúng rồi. Ngon quá, thịt chắc ghê luôn á, như gà đá hay sao á. Còn ngon nữa, thịt chắc nữa. Ừ, biết con gà đó của ai không? Không. Của tao đó. Tao mua 3 triệu. Mày ăn nửa con rồi mày phải đền cho tao 1,5 triệu. Ờ, mày đừng vô duyên nha. Như Sang đem qua cho tao, tao ăn thôi, tao đâu biết gì đâu. Tao đòi con Sang rồi nó không chịu trả kìa. Ủa, thì đó chuyện mày nó tự giải quyết đi, đâu liên quan tới tao. Không liên quan với mày hả? Mày biết tao lại không? Biết tao lại không được. Mày làm gì vậy bác? Cái gì bình tĩnh nói nha. Cái chuyện gì từ từ mày nói, mày làm gì ghê vậy? Nhưng mà con gà đó đâu phải mình tao ăn đâu. Chứ còn ai ăn nữa? Tao với ba hơn mỗi thằng gốc tư. Trời ơi là trời. Con thần kê của tôi mà tụi nó chia 3 sẽ 7 như vậy đó. Thần kê quỷ kê của mày ai biết được. Anh em tao có phước cùng hưởng thôi. Có phước cùng hưởng nè. Mày có ngon mày đợi tao. Mày đợi tao. Tao gặp mày chết cha mày. Trời quá. Cây này chặt cú hơn, đập mình chết chắc. Anh Đức, mày có chừng đâu đó. Trời ơi, nghe em kể
thế mà thấy mắc cười. Tao nói nội tưởng tượng cái mặt thằng bá lúc mà nó giận lên cái mặt chà bá. Cho vừa hắn. Ai biểu ăn hết 100 ngàn của em với cả anh hết. Em ăn lại con gà cho bỏ ghét. Mà bay cũng biết chọn gà ghê. Chọn ngay con gà chiến của nó mới ghê chứ. Hey, không gì Năm. Cái này á, là do ổng ăn ở à, ăn ở tệ quá cho nên ổng xui thôi. Còn con á, là con có phước mới ăn trúng ngay cái con gà chiến của ổng. Nè, nay bay quẩn hả? Không chở bú gì hết hả? Ủa cha cha, thôi con quên nữa. Trời, xin lỗi. Ngồi chơi với tên Năm con đi. Trời ơi, quên nữa. Con cũng có hẹn khách mà con cũng quên luôn. Thôi, xin lỗi dì Năm nha. Không, con đi làm móng cho khách lẹ liền. Mẹ ơi, đi em. Hai đứa như hai con lật đật à. Đủ lễ bộ rồi, cúng đi anh. Gặp Ngọc Hoàng, ông Tâu với Ngọc Hoàng cho vợ chồng con tìm được mấy tờ vé số nha ông Táo. Em, vợ chồng mình đã thống nhất không có nhắc chuyện này nữa mà. Thì sẵn đang khấn vái, em vái luôn. Nếu Ngọc Hoàng cho mình tìm được mấy tờ vé số thì càng tốt. Rồi, sao? Con nhiều đó thôi hả? Dạ đúng rồi. Sao ít vậy? Thì nhà mình chỉ có hai vợ chồng với đứa con hả? Cũng chi nhiều. Mà anh thấy như vậy nó sơ sài quá. Thì anh coi á, mình ít nhưng mà cũng đủ lễ mà. Con nhiều cũng nhiều. Chủ yếu á là tấm lòng của mình thôi. Chứ ông Táo bà Táo á đâu có đòi hỏi gì đâu. Mà anh thấy nhà người ta cúng nhiều á, mình cúng sơ sài thấy kỳ quá. Nói vậy sao được. Mình cúng xong rồi á thì mình ăn. Cúng nhiều quá, ăn không hết. Cái lúc đó bỏ phí phạm mới tội đó. Nè, chút xuống dòng bà Táo á, anh khấn trước nha. Để tôi khấn thử coi nghe sao nha. Ông Táo ơi ông Táo, ông Táo phù hộ cho vợ chồng con cái con khỏe mạnh. Phù hộ cho con vợ con nó bớt nhiều chuyện. Ông Táo... Vô viên. Vừa phải thôi. Cúng là cúng đàng hoàng chứ không có giỡn chồng. Này ta mới làm nháp thôi, không được thì ta làm lại. Ờ. Ông Táo phù hộ cho thằng Hết với thằng Ba Hơn hết hiểu lầm nhau. Ừ. Tụi con hòa thuận lại như xưa. Hết hả? Hết rồi. Sao không cầu cho mình trúng số? Thì cái này mới nháp thôi. Lát xuống dưới giá một lần cho nó linh. Ờ. Nhớ khấn mình trúng số độc đắc nha. Biết rồi. Mấy ngày nữa là Tết. Nhà mình còn chưa sắm sửa gì hết trơn. Từ đây tới đó mình còn phải lo nồi thịt kho hộp vịt, rồi còn làm dưa kiệu, còn sắm sửa quần áo mới nữa. Kỳ này tốn cũng bộn tiền rồi nghe. Được rồi, cái này nó anh lo cho, yên tâm đi.
qua thắp nhang bàn thờ với ông thần tài ông thổ địa đi. Em thắp giùm anh đi.